Đúng rồi. 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 Đem một cơm thì thấy đồ ăn uống gì đó. Các chi thì em nói luôn. Hello, Bình Huỳnh xin mến chào đại gia đình quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Anh em sáng giờ là kết thúc từ thiện xong rồi. Bây giờ mấy anh em ăn trưa. Mấy anh em ăn trưa xong xuôi bắt đầu cái là những cái công việc gì đó. Chú cháu Bình Huỳnh ở đây mình cũng có lên hết. 20 là Bình Huỳnh, gia đình Bình Huỳnh đám cưới con trai của cô Sáu. Cho nên quốc á, bay vô đó là làm công tác từ thiện xong. Thứ nhất là đón chú, thứ hai là chờ chú mấy ngày. Rồi ngày mai chú quốc bay về lại Đà Nẵng. Rồi xong xuôi cái là một ngày sau ha. Dạ, 2 ngày sau là quốc với lại gia đình, cũng như chị hai và tất cả người thân trong gia đình đều quy tụ tại nhà nội đây. Thì gia đình của cháu Ngọc, chị Bốn, cháu Bảo, cháu Bốn này về rồi này. Và mấy đứa con của chú Tám, mấy cô dâu đều đến đây để mà vui chung vui cái ngày đám cưới của cháu trai Bình Huỳnh kêu bằng cậu đó. Công việc của gia đình Bình Huỳnh như vậy thôi các bạn, rất là bận rộn nhưng mà công việc lúc đầu cũng đầy ấp ba. Bây giờ mời chú dùng dạ. Rồi mình mời đây lên ăn cơm. Ăn rồi. Ăn rồi. Cơm luộc cá chiên rồi ngon hả? Cơm đạm bạc không? Rau luộc cá chiên rồi cá bạc má hả? Cá đù á, cá đù. Cá đù, cá ớt, cá đù. Ngon nhá. Cho anh những giấy không? Dạ. Cá thì ngon nhưng mà chưa nhiều. Tầm chưa nhiều. Cá đó, mấy em tên tên còn đau nó gửi tay hả? Người lớn tuổi là thế đấy. Mua gì về cũng có hết trơn à. Cô bật cái quạt cho nó mát. Ông hơi bị hơi sương sương ha. Sương sương ngon nhá. Ừ. Cái cá này thấy chiên của này nó ngon nè. Đúng rồi. Ướt sợ ớt á. Về đây là không thích là rau luộc á. Rau luộc là rau luộc rồi. Rau luộc là rau luộc chấm nước mắm mùng năm. Mắm mùng năm đó. Rau muốn luộc để cho bên xứ quen mà mùa lạnh mất tiền lắm rồi đời. Ừ. Mất tiền. Ừ, đúng rồi. Ở đây là nhiều. Ở gì đâu đang đậu quanh đâu cũng có đang ở hàng nhất là nguyên nhân nó khó trồng để làm nếu mà muốn bên em trồng cũng được sinh lạnh lắm đó còn phải đưa từ những cái bang đi qua đưa lên giật giá lắm bỏ đâu muốn thì 5-6 đô rồi mà nấu được ngon lắm mà nấu được ngon như đâu muốn Việt Nam rồi. Chiều nay cái plan là cái cháu mình sao chứ à? À, cái cháu mình vậy đó. Ăn uống xong xuôi bắt đầu cái chú Cương tụng đồ cho bánh kẹo với đứa cháu này. Chú đi cũng ghê nhiều cấp rút quá. Tổng thông tin có mấy ngày rồi chú đòi chú dọc đều cho nên chuyến này cũng quà cáp rồi cũng chút thôi nha. Không có cháu cũng được. Chú nói chú kia cũng được. Điện nói chú từ trước rồi về thì cũng mỗi lần về cũng nào không thông đồ. Nói cho mình đi xa xứ về mình ít nhiều phải có chút chút gì đó cho gia đình vất vả. Nó cũng là cái thói quen. Nhất là đem về đó thứ nhất là đã vất vả rồi. Cung bác nó vất vả rồi, đi các thứ rồi. Bây giờ kinh tế mình đang khó nên không có phải làm được những đồ đi mua. Để dành tiền làm từ thiện đấy à? Thì bởi mình được. Còn cái loại đồ ở đây thì nó đúng ra về Việt Nam nên cũng là đủ đầy trên trời. Cái thứ hai nữa là mắc quá rồi, cái gì nó mắc hơn. Cứ chắc nổi cái nổi cái tiền mà đem về đó anh ta thấy là cái tiền điện tàu á, cùng đó là hôm bữa em đi Việt Nam Airlines á, nay lên giá rồi, đóng một thùng 50 thao là 260 đồng. Đợt trước á, đợt trước là có 200 đồng anh hả? Nhưng mà đợt này về là đóng một thùng 260 đô cho Việt Nam Airlines. Mà sao nó không mua gì, không mua gì mà riết một hồi nó cũng bị tràn ra. Uống là đứng sau là caramel đó các bạn. Không làm được pháo đầy lên. Đưa chú chính đổi đổi tay cho. Không sao, để em quay mà cả nhà. Để em làm cameraman. Nghe tiếng được rồi ha cả nhà ha. Cũng vui, hạnh phúc nhất là như là chuyến này đem mình á, mình cũng có hẹn nhưng cũng có đem cách đen nhưng mà anh đó thì anh cũng không có hứa, cũng cơ hội hoài. Anh với máy bay chưa, cũng như với máy bay chưa. Rồi đắn đo tới giờ cũng cuối cùng á. Chị thấy vì những cái anh em mình đã tổ chức rồi là học bàn nó lâu lâu quá rồi nhưng mà anh công việc của anh cái gì cũng hơi bị lũ buồn chút thôi ráng chuyến này đi về ná đá này chìm luôn
mà hậu cũng hạnh phúc đó nha. Mấy đứa cháu kia là mà đám cưới là không có mặt Bình Huỳnh ha. Bây giờ đám cưới này là có mặt Bình Huỳnh. Có mặt vợ chồng tôi đó. Cưới hậu lớn nhất mà. Thái tử mà. Thái tử. Chắc là đi sang nhà luôn. Ờ. Chắc nhà cho vui. Căn nhà vui gì ạ? Cũng được có cái nhà có sân vườn nó rộng rãi đó. Nên mỗi lần cô cháu mà như mấy cháu ở thành phố như biên hòa đi đường cho cô chú tám như vậy đó thì xa nhà nội quá thì tổ chức ở trên nhà hàng như kia, chứ còn ở dưới này mấy cháu ở dưới này như cháu Việt hay là mấy cháu ở dưới quê rồi đó là đều tổ chức đám cưới là trong khu vườn của công viên của nhà nội. Nhìn thấy vậy thấy hạnh phúc ghê ba. Cây nhà lá dừa dạ, trước đó là ông ngồi ông về ông thấy nữa ờ. Nội vui ha, vui. Chú Chính là cái câu mà nhạc viết rồi kia nọ là bà câu đó là chú Chính trước khe chứ phải không? Đây, chuẩn bị giá ra, chuẩn bị không? Đây, chủ âm thanh nhận nhạc à. Quốc Thắng. Đâu có mấy anh em Sài Gòn về quá trời. Thôi vậy nè. Tính ra mà Chính làm âm thanh nhận nhạc cũng lâu dữ ha Chính hả? 30 năm rồi. 30 năm rồi đó, dàn nhạc của Quốc Thắng là 30 năm ở cái huyện Xuân Lộc rồi đó. Quốc nhạc cái nhà lá dường á. Ngày xưa là cô Phương, bây giờ là cô này, cô Trang Chị Tè. Dạ, em Nhân ạ. À, hôm qua đến giờ anh về cũng hơi lưu bu. Dạ. À, hôm nay bây giờ thấy hết mình rồi phải không? Dạ. Dạ. Mình là gia đình rất mừng các bạn ơi. Các chị em ở đây giúp việc nhà, nhưng mà đây cũng là thành viên của gia đình. Rất là gia đình cũng may mắn gặp được những người em tốt như thế này nè. Cố gắng... như là anh em có mặt ở đây em cố gắng cái nhà thay đại diện cho anh em để mà thích khe bác giùm anh ha. Dạ. Nhân ở đây em cây trường. Ôi vậy hả? Lý do chỉ cầm cái hộp xôi bắp chỉ ăn là chỉ ăn chay. Ồ vậy hả? Dạ. Ăn chay trường á. Ủa anh chay trường hả? Dạ anh chay trường. Trời ơi con anh chờ nước biết nha. Ăn cơm với cơm luộc rồi chỉ ăn nước tương rồi chỉ ăn. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi, tốt quá rồi. Rồi bây giờ sao nếu ăn chay trường là nấu đồ mặn cho bác ăn sao ta? Dạ em cũng nấu mày ăn cũng được à? À, dạ. À. Dạ. Nhưng mà nếu vậy nè, thôi cái gì mình mẹ không nói gì hết trơn mình nói thật lòng vậy. Nếu mà mình mua cái gì vậy đó, ví dụ mình ăn chay rồi mình ngon tấm lòng. Mình ăn chay mình lỡ mình sách xanh mình làm cá rồi sao? Thôi mình mua cá là người ta làm sẵn rồi ha. Dạ. Nói chung tất cả các thứ là người ta làm sẵn rồi, ví dụ quốc mặt mình nè. Dạ, thì cái đó cũng là chứ đừng bao giờ mà mình đã ăn chay á mình cũng đừng nên sách xanh mình làm những cái sống gì đó. Cảm ơn em nhiều, tốt quá. Rồi bây giờ anh em mình ăn uống xong xuôi cái mình khui thùng cố ha. Dạ. Vậy là hợp với cô Sáu nè, cô Sáu mình quăng chay trường luôn đây. Nó đó dài ngon lắm mình ạ. Ờ dạ. Ngon ghê lắm. Ăn quay thôi. Sáng ngày mai trả ra đây bán một tiếng chay ngon lắm. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ ngày mai, bây giờ ăn uống xong là ngày mai là tiếp tục là coi như là cô Sáu cũng vẫn làm cái chương trình mà phát cơm. Đúng rồi, ngày mai là phát 500 suất ăn. Cái đó một tuần, gì? Tuần một lần hay sao? Cái đó là tháng 4 lần. Tháng 4 lần, thì tuần một lần. Tháng 4 lần đúng không ạ? Wow. Cô Sáu thì làm cái công tác đó. Dễ thương ghê nha. Không, Sáu nhiều phải lắm. Có mấy anh chị làm thiện nguyện rất là dễ thương rồi. Đi chợ về nấu nướng. Giờ hãy phát quà xong là đi chợ rồi đó. Có cái cô gì đi chưa? Cô đi rồi. Mấy giờ đó? À, 4 giờ chiều mà. Chị nói là hồi lại đi lại bên nhà mình bận quá đang phát quà, mà tự nhiên bệnh viện nó đi phát hết đơn phiếu rồi. Nó kêu mấy đứa này hết hồn rồi. Thôi rồi lỡ rồi đâu phải tránh bây giờ sao? Mấy anh chị đang căng tay chạy đi chợ đi búa. Để cho đựng cộng đồng biết được ở đây cô Sáu cái bàn đó mỗi lần tay chung là như kỳ cái cuốn nào quân mình có nói đó đó mình đi đường dài đi đường dài đúng rồi. Em mai lũng với cô Nhung với cũng bình thì cũng tham gia đúng không? Mai bi về đó con á, mai ở ăn cơm xong vậy dạ không, cô mai cũng về chiều mấy lần đi lai kia chỉ coi trên mai thôi, cái nay trực tiếp mình đứng mình coi tham gia vui lắm. Mai đâu phát cái lời phát. Làm cái thủ tục này coi. Có nhiều các bạn Bình Bình đi về thấy
trong cái đồ hành lý của Bình Quỳnh như vậy thấy là coi như là họ có nhiều bà con tội nghiệp ghê. Có nhiều không biết sao cô chú đóng cái thùng sao mà cứ mỗi lần đi về tới Việt Nam là thấy bị bể nha, để tan nát nhiều cái thùng bể tan nát tội nghiệp. Cho nên nhớ các bạn mỗi lần á đi lần khó, cho nên Bình Quỳnh á những cái thùng như thế này là tại sao mà 10 lần Bình Quỳnh đi á là lúc nào cũng về như vậy, là thùng của Bình Quỳnh lúc nào cũng lá ngon. Đây là bà xã Bình Quỳnh là bây giờ rất là chuyên nghiệp, coi đóng thùng nội bây giờ mở là không khó luôn. Kêu càng nhiều càng tốt, bảo vệ mình. Đây, đây có đồ cho con nè. Đây con. Anh để trong cái vali bên kia, trong cái áo quần của con. Nhưng mà bà xã cô dặn á là khơi cái thùng quà ra đó, là đây là cái món quà của mẹ trước. Đây là sâm nè. Cái này thì bà xã con gửi về cho mẹ để mẹ uống. Rồi bổ sức khỏe vô. Đó mẹ hỏi con sâm đem sâm về tại chị Năm đem rồi. Đã có chị Năm đem rồi. Sâm đâu không có đông trùng thôi. Đây là cái dân vật là coi như là dân vật chính của gia đình mà coi như là Bình Quỳnh mua về đó. Sâm mẹ đó mẹ. Baby đây. Đây là áo quần. Áo quần thôi để đây đây, bây giờ mấy đứa cháu với em rồi chưa ai tới đông đủ hết, để riêng ra đây đi. Wow, thì dùng đồ đạc cũng vậy đó các bạn. Cũng về gấp là chị Năm cũng đi mua cái này chứ. Cũ cơ sách ra hết rồi đi. Dây lịch á, mở ra cho quen cho bà con coi nha. Cái dây lịch Bình Quỳnh mua dây lịch nè các bạn ơi. Dây lịch Bình Quỳnh mua là 15 cộng dây lịch. Phát cho bà, cho cháu của Bình Quỳnh đó là mỗi cháu thì mỗi cộng dây lịch như thế này nè các bạn. Đây rất hiệu quả. Thông điên mà được dựa ở trong nhà của Bình Quỳnh đó là rất là nhanh, cho nên nó mỗi tên là mỗi cộng dây địch. Quá tuyệt vời luôn. Rồi kẹo bánh thì tràn đầy. Kẹo bánh tràn đầy sao mà Nhung hết soạn hết cái kẹo ra, đẩy cái bàn cho nó trống vậy ha. Ba cái đồ nước tinh ở đây nó mình đưa ra hết ở ngoài. Nhà kẹo bánh cháo đông lắm cả nhà ơi. Cho nên đó, mà cái kẹo bánh này ở bên Mỹ nó không biết Việt Nam thế nào. Cái bên Mỹ nó ra theo từng mốt và từng tháng từng mùa nhưng mà bà xã rất là làm về cái kẹo này, như cái kẹo này cái mùa này đúng rồi. Rồi đây là cái hộp sâm này đó cô Sáu nè, có người khách hàng già dặn đó đó để đưa cho cháu Hiền để có địa chỉ, có số điện thoại đó đây nè, liên lạc gửi liền cái sâm này đó. Hình như là cái này là cái đồ của cháu con của Phương nè, để tháo ra để coi hết coi đúng không? Này là ưu tiên của cháu, này ưu tiên ghê. Đó này là cháu ưu tiên. Lên ơi, xong tiếp hả? Rồi có cái đồ của cô Sáu đâu ta, cô Sáu để đó, cô Sáu đâu kìa. Ồ, cái này là rượu tequila, mấy cái rượu tequila này đó là mình để hết bên kia đi. À bên kia, cái thùng bên kia, cái chai bên kia. Cái tequila đó các bạn ơi, cái đứa con cháu Bình Quỳnh đó là thích tequila. Cái cháu gái cũng thích Bình Quỳnh mua những số chai. Cái kia nữa. Rồi kẹo để đây chi. Kẹo cho các cháu nữa. Nhỏ nè. Rồi cái này là cái xích rượu này hình như là cháu nào đây dặn nè. Rồi Phương dặn nè. Cái này là chắc có lẽ là Phương dặn để về làm quà cho tặng làm quà cho khách hàng đây. Cho nên mình muốn đích thân mình mua cái set này, rượu này, whisky các bạn. Cái này rượu này nó dùng cái collection này để chị Kim nha. Salami, cái đó anh bỏ tủ lạnh bên kia rồi, rất là nhiều anh mua đây, cũng rất là nhiều nữa. Rồi rượu thì nó nằm bên cái thùng bên kia. Mày thấy là những này về đó là một món quà của các cháu này là quan trọng nhất của Bình Quỳnh. Rồi các cháu trai được rửa thì mỗi tên một cặp dây địch. Rồi tha hồ mà rửa, ai vừa bụng thì địch thích có cộng nào, thích mẫu mã nào, nhưng là cứ thắng rồi đó. Ưu tiên đứa ngàn nhung đứa ngàn nhung ba cũng vậy rồi anh chưa đâu và cái mấy áo này thì để nó không biết ai cho xúc động quá cả nhà ơi, lần nào chú về cũng vậy đó, lần nào chú về cũng quà cáp đầy ắp vậy đó. Bỏ hết cái bịch kẹo vô đây rồi bắt đầu phát cho mấy cháu, đó là việc ba bịch nè, mi ba bịch nè. Thì cũng đem về cho Miner Misa Mison. Misa Mison rồi. Chủ yếu Miner Misa Mison.
rồi dạ. Con của Dung nè. Đầy đủ đó, tất cả cháu nào cũng vậy. Cái này là cái sốt đây nè. Cái này đây nè, cái sốt nhỏ này. Vui mà. Cô Sáu thấy cô Sáu nhà ta thấy chị Năm ra thương cô Sáu. Ăn chay. À, cô Sáu ăn chay cho nên chị Năm người ta chuẩn bị cho cô Sáu những cái sốt này nè. Những cái sốt này ở bên Mỹ để mình ăn với rau đó các bạn. Đó. Đúng rồi. À, chị Năm nhà ta lựa cầm cầm vô cái Năm. Chị Năm nhà ta lựa những cái thương hiệu như là cũng giữ cho cô Sáu để ăn coi như là cô Sáu cũng ăn vài tháng luôn cô Sáu. Chục ăn. Bốn loại luôn nè. Nhớ bảo quản cho tốt nha. Dạ dạ. Bỏ cũng nhớ đây anh của Bình Huỳnh, mỗi lần Bình Huỳnh đi á các bạn đi du lịch như vậy đó là mỗi lần đi là Bình Huỳnh đều nhớ mới tất cả các thứ rồi cái đồ tư trang cá nhân Bình Huỳnh đều mới hết. Rồi xong xuôi xong một chuyến đi như vậy đó là xong. Rồi về lại thì Bình Huỳnh có nhớ bên kia chủ yếu là mang ở Việt Nam thôi. Nhưng mà có quên một cái sơ suất, cái sơ suất gì không? Sơ suất là khăn tắm. Chuyến này anh có quên. Đánh. Rồi kem đánh răng có năm đâu ta? Chứ là năm nói ra xếp ở trong này. Ở đây phải không? Đó, kem rồi dư qua mấy cái thì cũng sao hết. Rồi trong cái video kia còn cái gì đó thì năm lấy rồi là sao? Có vậy đó cả nhà. Hôm nay video của anh em Bình Huỳnh rất là đời thường. Cho nên những cái việc làm anh em Bình Huỳnh như là chú cháu Bình Huỳnh đều cũng chia sẻ đến quý đại gia đình của mình. Để xem trên kênh YouTube cho nó vui. Thôi, anh em Bình Huỳnh ở đây cũng xin chào tạm biệt cả nhà rồi. Trước khi anh em Bình Huỳnh chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video tới.